Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bàn về nhân sự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự tịch dự kiến sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021 tới đây. Phương án đầu tiên, thứ nhất là Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí Thư, thứ hai là Tô Lâm, Chủ tịch nước, thứ ba Trương Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội và Phạm Minh Chính thường trực Ban Bí thư. Theo lệ nhiều năm trở lại đây thì Tổng Bí thư phải từ nhóm tứ trụ đi lên chẳng hạn như Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng. Cứ như lệ này thì bà Ngân và ông Phúc là hai người là ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư. Bà Ngân là phụ nữ lại là người miền Nam chưa có tiền lệ người như bà làm tổng bí thư cho nên cửa cho Nguyễn Xuân Phúc là cực kỳ sáng giá. Ông lại vào bộ chính trị trước có ảnh hưởng có vây cánh hơn ông Trần Quốc Vượng dễ để để cho ông Vượng làm tổng bí thư mà giữ ông Phúc làm thủ tướng sẽ gây ra cảnh đảng bảo chính không nghe. Ông Tô Lâm đã có tiền nhiệm là Trần Đại Quang làm chủ tịch nước, ông chỉ vướng vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu làm chủ tịch nước, ông sẽ trao trả Trịnh Xuân Thanh và đổ lỗi cho tướng Đường, Đường Minh Hưng. Nước Đức của bà Merkel cũng đã nhạt vụ Trịnh Xuân Thanh nếu đưa Trịnh Xuân Thanh về Đức trong nhiệm kỳ này thì bà kỳ bà còn làm thủ tướng thì mọi việc sẽ giảm đi mức độ nghiêm trọng rất nhiều và ông Trương Hòa Bình là thủ tướng. Lệ thường thì phó thủ tướng thường trực sẽ lên làm thủ tướng. Kỳ họp của Đại hội 13 lần này nhân sự kế cận được sắp xếp rất oai oăm. Ở trước Tổng Bí Thư thì ông Trần Quốc Vượng mới vào Bộ Chính trị làm Ủy ban Kiểm tra rồi nhảy tót lên làm Thường trực Ban Bí Thư. Cho đi chủ trì nhiều việc thay Tổng Bí Thư để rèn luyện nhưng thử thách cho thấy ông Vượng chẳng có năng lực gì, uy tín cũng chẳng đạt được. Mờ nhạt, vì thế mà ông chỉ có hai phiếu trong bộ chính trị là của ông và của ông Trọng giới thiệu. Kế cận thủ tướng là các phó thủ tướng thì những người am hiểu về kinh tế như Hoàng Trung Hải, Vương Đình Huệ đã sớm bị gạt bỏ vì vị trí phó thủ tướng thường trực cho Trương Hòa Bình. Ông Đam thì giờ còn chưa được vào bộ chính trị Ông Phạm Minh Chính, ông Phạm Bình Minh thì không dành về điều hành chính phủ, còn ông Trịnh Đình Dũng thì đang bị ép về hưu. Bà Ngân ăn vạ được cái trò tiến nhiệm cao, những người kia ở lại thì bà cũng sẽ ở lại. Và chức vụ chủ tịch quốc hội làm cả khóa rồi cũng chẳng đâu vào đâu, cũng chỉ là bù nhìn. Nên các phe sẽ đồng ý cho bà ở lại cũng không có gì gọi là khó khăn. Những nhân vật trên nếu yên vị ở vị trí đã nói chẳng ai trong số còn lại trong tranh được với ông Phạm Minh Chính thường trực ban bí thư. Phương án này dựa trên thực lực, sức mạnh bè phái, vây cánh mà các nhân sự trên đang có. Trường hợp đặc biệt có thể là nhân tài đặc biệt xuất chúng hoặc là tình thế bắt buộc phải chọn một trong những đáp ứng trường hợp đáp ứng. Và đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng được nhất trí của Bộ Chính trị do ông đứng đầu và chọn ông là trường hợp đặc biệt được ở lại trong Bộ Chính trị tái cử làm Tổng Bí Thư để duy trì sự ổn định và đào tạo người kế cận. Tiếp đó, trong tình thế đặc biệt, ông kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước của người quá cố Trần Đại Quang lý giải việc ông Trọng tái cử nhiều bài viết ca ngợi ông là sĩ phu Bắc Hà, hiền tài, hồng phúc của dân tộc, người bao nhiêu năm mới có được. Chính những điều ca ngợi và cách đặt tình thế trên đã khiến cho một nhân sự đợt tới này trở nên khó khăn khi những người quá tuổi trong bộ chính trị muốn ở lại. Nếu họ ở lại cũng như ông Trọng trước kia thì giải thích việc này thế nào? chẳng lẽ lại tình thế đặc biệt. Nếu vậy thì đất nước này do Đảng Cộng sản Việt Nam thời nay lãnh đạo chẳng ra đâu vào đâu và luôn ở tình thế đặc biệt. Như thế là bất ổn ngầm là lớn lắm. Sự bình yên kia chỉ là giả tạo mà thôi. Đổ vỡ sụp đổ trực chờ hàng ngày, chỉ thay cái cột nhà cũ yếu già nua nào đó là sẽ sụp cả một ngôi nhà ngay lập tức. Tình thế ngày càng đặc biệt hơn khi trước chỉ cần một ông ở lại Giờ thì có đến năm bảy ông bà muốn ở lại và muốn đối phó với tình hình của đại hội 13 sắp tới. Chả lẽ các vị quá tuổi kia cũng là hiền sĩ, cũng là sĩ phu hồng phúc của dân tộc, 100 năm mới có một lần. Thế thì mạt phúc, cái dân tộc luôn tự hào lắm tinh hoa này, Dân tộc mẹ gì mà cứ đến tuổi về hưu mới bộc lộ thành tinh hoa, thành sĩ phu, hồng phúc của dân tộc. Nếu đến hai người quá tuổi ở lại thôi thì hình ảnh của vị sĩ phu tóc bạc nhân sĩ Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng đang chói lòa kia sẽ trở thành màn hài kịch tồi tệ. Bởi sự duy nhất không phải một nữa, duy nhất trở thành ba trường hợp duy nhất Trước kia thông báo nói duy nhất một trường hợp ở lại, nay sẽ nói đến như thế nào là duy nhất có mấy trường hợp ở lại chăng? Hơn nữa, nếu để hơn một trường hợp duy nhất đặc biệt ở lại mà có đến mất, có đến mấy ủy viên bộ chính trị thì dân tình người ta bảo các ông lãnh đạo cấp cao sửa điều lệ, sửa luật hay quá, sửa mẹ gì mà toàn các ông được hưởng lợi từ đấy, toàn tham quyền cố vựu. Cố vị và mưu toàn lật lọng như thế thì tâm đức đâu ra để lãnh đạo đất nước. Sao có ông sửa điều lệ quy định, các ông không sửa cho lớp sau có lợi hơn. Ví dụ như trường hợp đặc biệt từ trung ương lên thẳng nhân sự chủ chốt vào tứ trụ không phải thông qua quy định bắt buộc là ở trong bộ chính trị một năm. Sửa thế có phải là đổi mới, chọn hiện tài, cải cách Dân tình ai cũng bàng hoàng trong cơn khâm phục vì sự táo bạo mang tính đột phá vì đất nước dân tộc của các ông. Tiểu ban nhân sự gồm ông Trọng Phúc, bà Ngân, ông Vượng, ông Chính, ông Tú. Có đến bốn người quá tuổi đều chẳng ai muốn về, ai cũng muốn ở lại. Đề xuất cho những người khác quá tuổi không có tên trong tiểu ban nhân sự phải về hưu như bà Phóng, ông Lịch, ông Nhân, làm ăn kiểu mình đưa ra luật có lợi cho mình nhất rồi bảo đó là lựa chọn quy trình khoa học. Từ những điều trên, chỉ nên để mình ông Nguyễn Phú Trọng ở lại, các ông bà quá tuổi về hết theo quy định, đảm bảo danh dự cho ông Trọng duy nhất là bậc sĩ phu Bắc Hà, là một bậc hiện tài của dân tộc. Trước thủ tướng chưa thẳng, người từ ủy viên trung ương lên mà làm hoặc ông Vương Đình Huệ, đầy người là ủy viên trung ương trình độ am hiểu kinh tế và ngoại giao hơn đứt ông phúc trước thường trực ban bí thư để dự phòng thay thế ông trọng khi ông bệnh chẳng có gì cho số ủy viên trung ương đầy người ông trọng lựa chọn và làm được như thế ông trọng giữ được hình ảnh là người duy nhất đặc biệt về mọi mặt trong những ngày vừa qua nhiều cựu cán bộ cấp nhà nước và hai thành phố hồ chí minh và hà nội đã bị xa lưới với vụ truy tố các sai phạm trong thời gian tại chức gây ra nhiều chú ý và bàn tán trong dư luận xã hội cụ thể ở cấp trung ương có cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng và thứ trưởng bộ này đập bùa hồ thị kim thoa đang bị truy nã khi đã bỏ trốn ở bên paris pháp Kế đó, ngày 11 tháng 7 có lệnh khởi tố ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ và Trần Trọng Tuấn, Phó Tránh Văn phòng Thành ủy Thành Hồ. Cả hai liên quan đến vụ án Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri. Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Sagri, em trai cựu bí thư Thành ủy. Về hưu Lê Thanh Hải, và một số cán bộ khác của SACRI. Tất cả những người bị khởi tố đều có một mẫu số chung dính đến đất đai. Trong khi đó, tại Hà Nội, Bộ Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp 3 thành viên trong tổ giúp việc tài xế của Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, gồm Nguyễn Ngọc Anh, thư ký phòng biên tập thuộc tổ giúp việc, Hoàng Nguyễn Hoàng Trung, tài xế lái xe và Phạm Quang Dũng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Những vụ khám xét và truy tố nói trên tuy mờ mờ ảo ảo nhưng không phải là chuyện lạ, nhất là khi cuộc đua quyền lực của Đại hội 13 đang diễn ra. Vấn đề là tại sao những kẻ nói trên lại bị bắt làm những con dê tế thần vào lúc này. Thực tế cho thấy nếu cho điều tra khoảng 10.000 quan chức cộng sản cao cấp trong Đảng Cộng sản, trong chính quyền gồm cả những người đã về hưu và đương chức sẽ không có một ông bà nào thoát được tội tham ô liên quan đến đất đai, bảo kê tội phạm, vân vân và mây mây. Bởi chuyện quá dễ hiểu. Từ sau năm 1975 luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do những điều luật mờ ám đó khi được nhà nước diễn giải, tất cả các đất đai nằm trong tay đảng thông qua các đoàn thể đảng, mặt trận tổ quốc và các doanh nghiệp nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, sau những năm đổi mới, các doanh nghiệp quốc doanh, con cưng của nhà nước ngày càng tỏ ra xa sút trong quản lý kinh doanh đưa đến nguy cơ phá sản hàng loạt. Từ khi có lệnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để cứu vãn và đẩy mạnh kinh tế thị trường, những đất đai này bị mang ra bán sang nhượng với giá rẻ hơn beo. Đằng sau sự mờ ám ấy là trò móc ngoặc và chia chác song phẳng. Khi những đất này lọt vào tay các gia tộc đỏ với sự tiếp tay của cán bộ nhà nước, nó trở thành đất vàng, đất kim cương. Nhờ những khoản lợi nhuận lớn lao này các gia tộc đỏ mới chạy trọt vào những chức vụ cao hơn, béo bở hơn để tiếp tục khuynh đảo nền kinh tế quốc gia và chi phối chính sách nhà nước. Có thể nói đây là chu kỳ xuất thế của các cán bộ nhờ vào ăn đất Sài Gòn như Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín mà đầu sỏ là bí thư thành ủy hai nhiệm kỳ Lê Thành Hải, người có danh hiệu là vô sản lưu manh trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, Tại sao ông Trọng lại cho truy tố hàng loạt cán bộ nhám nhúa ngay vào lúc Trung ương Đảng Đảng giáo diết sắp xếp nhân sự cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam? Có người cho rằng Tổng Bí Thư muốn dằn mặt mấy anh Trung ương sắp xếp về hưu, đừng nhúng chàm để rồi bị truy tố như Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, cho dù họ đã hạ cánh an toàn mấy năm nay. Có người còn cho rằng ông Trọng cho khởi tố và bắt một số người ở cuối của mình và đó là có ý muốn nhắc nhở công lao đốt lò chống tham nhũng của ông ta trong nhiệm kỳ tổng bí thư vừa qua và sự vất vả của ông phải được đền bù một cách xứng đáng ngoài danh hiệu người đốt lò vĩ đại đã được đàn em tầng bốc cũng có người cho rằng qua vụ truy tố vũ huy hoàng trần vĩnh tuyến bắt giam lê tấn hùng và ông trọng muốn cho mọi người thấy được sự quyết tâm của ông trong chiến dịch đốt lò, Dù sắp xếp hết nhiệm kỳ, đồng thời đó cũng là cách ông đem quyền lực ra răn mặt con sâu chúa Lê Thành Hải, kẻ có trách nhiệm chính trong tất cả các vụ bán đất công trong 10 năm nắm bí thư thành ủy, nhất là ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong thông tâm, ông Trọng cũng muốn phô trường thành thế để được toàn đảng tiếp tục tín nhiệm mình thêm 5 năm tới trong vai trò tổng bí thư khóa 13. Hiện nay ngay trong Đảng có nguồn dư luận vận động để cho ông trọng tiếp tục làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư để làm trong sạch Đảng. Vì lẽ Đảng còn quá nhiều cán bộ tham ô mà không ai có đủ năng lực để làm được như ông Nguyễn Phú Trọng. Sự vận động này ứng lời giao trước của phó ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Hồng Diên Trang đường phía trước hết sức khó khăn, phức tạp, cần có người lão luyện về mặt chính trị, kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió nguy nan. Nghe giống như giọng điệu của một nữ cử tri cuộn hờn kiếm trong cuộc tiếp xúc với các đại biểu quốc hội ngày 24 tháng 6 vừa qua. Đất nước đang còn nhiều khó khăn, mong Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để treo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng đúng là ở cuối trào quyền lực. Có quá nhiều tin đồn về nhân sự xoay quanh cái ghế Tổng Bí Thư. Nhưng sang năm 2021, con người 76 tuổi bệnh hoạn ấy ở lại hay ra đi. Thực sự đối với Việt Nam cũng chẳng có gì có sự thay đổi. Có điều ai cũng thấy rõ là thay vì tập trung nội lực để phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên, cuối cùng cả nước chỉ tập trung vào việc đốt lò chống tham nhũng, loay hoay trong cái ao làng nhỏ xíu với một mớ sâu bọ trong đảng luôn mồm kiên định chủ nghĩa Mark Lenin. Với hai nhiệm kỳ đứng đầu ngành công thương, ông Vũ Hiêu Hoàng bị tố liên quan đến hàng loạt quyết định bổ nhiệm bất thường những người được đánh giá là các đệ tử thân tín và con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí béo bở tại công ty đệ ra tiền thuộc ngành công thương còn bà Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là một trong ít số người đứng đầu ngành công thương giữ hai nhiệm kỳ Bộ trưởng liên tiếp ông Vũ Huy Hoàng cũng được ghi nhận là người có nhiều đóng góp cho các quy trình đàm phán kiếp định thương mại tự do của Việt Nam tuy nhiên Ông cũng là cựu bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ bị kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng khi đã nghỉ hưu và bị xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, hồi năm 2017, ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016 của ông Vũ Huy Hoàng. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Công Thương. Ít lâu sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Sau quãng thời gian làm việc 60 ngày với bộ công thương về công tác nhân sự hồi tháng 8 năm 2016. Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, những việc làm trên của ông Hoàng là vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được phép làm, quy định của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội. Ông Hoàng cũng bị kết luận là thực hiện không đúng các quy định của đảng và nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức phó tránh văn phòng, trưởng văn phòng bộ tại Đà Nẵng, tránh văn phòng ban cán sự đảng, vụ trưởng thường trực ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, bộ công thương. Điều đáng nói là mặc dù biết Trịnh Xuân Thành có sai phạm không đủ tiêu chuẩn nhưng ông Hoàng vẫn đồng ý với đề nghị của tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Hoàng cũng là người chỉ đạo đánh giá quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc quy định, thủ tục và tiêu chuẩn. Cũng liên quan đến việc dù biết Trịnh Xuân Thanh có nhiều sai phạm gây thua lỗ tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, trong thời gian giữ chức chủ tịch tại đơn vị này, ông Vũ Huy Hoàng vẫn đồng ý và ký đề xuất ban hành thi đua khen thưởng Trung ương tặng thưởng huân chương lao động trong 2 năm liền 2009-2010 và phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2011. Ngoài những vấn đề liên quan đến các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và lùm xùm ở PVC, Ông Vũ Huy Hoàng còn bị nhiều điều tiếng về việc đưa con trai của mình là Vũ Quang Hải nắm nhiều chức vụ quan trọng ở tổng công ty lớn thuộc ngành công thương quản lý. Cụ thể, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng thiếu gương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát tổng công ty thuốc lá Việt Nam, tham gia hội đồng quản trị và giữ chức phó tổng giám đốc Sabeco. Tuy nhiên, Thực tế đường quan lộ thần tốc của Vũ Quang Hải còn khiến nhiều người phải giật mình. Với việc là bộ trưởng Bộ Công Thương, Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam PVFI. Sau đó, ở vị trí này ông Hải để xảy ra thua lỗ trong 2 năm liên tiếp nhưng lại được đưa về làm phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu của Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Chỉ ít thời gian sau đó, Vũ Quang Hải điềm nhiên trở thành kiểm soát viên tổng công ty thuốc lá Việt Nam rồi nhanh chóng tiếp tục được bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc Sabeco khi mới 28 tuổi. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong sau đó, ông Vũ Huy Hoàng cho rằng việc đưa con trai về Sabeco là do cuối năm 2014, hội đồng quản trị của Sabeco tiếp tục trực tiếp là chủ tịch hội đồng quản trị thời đó là ông phan đăng tuất có công văn gửi lãnh đạo và ban cán sự bộ công thương nói rằng tình hình kinh doanh của đơn vị hoạt động bình thường nhưng bộ máy chưa được kiện toàn trong khi nguồn tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu của tổng công ty đề nghị bộ cho phép xin đích danh vũ quang hải cùng với một người tại chỗ để kiện toàn bộ máy trong khi nguồn tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu nên Tổng Công ty đề nghị Bộ cho xin phép đích danh Vũ Quang Hải cùng với một người ở đây và thẩm quyền bổ nhiệm và đề bạt của Tổng Công ty. Hải lúc đó là phó phòng về mặt quản lý cán bộ. Bộ phải đồng ý thì mới đi được. Căn cứ đề nghị của Sabeco và tính đến các tiêu chuẩn, Bộ đồng ý cho Hải vào trong đó để Sabeco làm quy trình bổ nhiệm cũng cần nói lại là Vũ Quang Hải không phải tôi đề xuất, đây là do Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và Đảng ủy đã xem xét, ông Vũ Huy Hoàng nói. Ngoài những việc lùm xùm trong việc bổ nhiệm người thân, ông Vũ Huy Hoàng còn liên quan đến việc bổ nhiệm bất thường đối với Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu Sơ Sợi, dầu khí PVT không chỉ dừng lại ở đó, chỉ một ngày trước khi Bộ Công Thương có Bộ trưởng mới, ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975 có học vị thạc sĩ công nghệ hóa học, tiếp tục được điều động làm Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho đến nay. Sau khi những quyết định bổ nhiệm bất thường có sự chỉ đạo của ông Vũ Huy Hoàng bị phanh phui, năm 2016 Vũ Đình Duy đã cáo ốm ra nước ngoài chữa bệnh và biến mất từ đó đến nay liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy làm thành viên hội đồng thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hồi tháng 4 năm 2016. Trả lời câu hỏi trong buổi làm việc ngày 8 tháng 9 năm 2016 với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Mạnh Hoài ủy viên hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Vinachem cho biết, việc bổ nhiệm này là do Bộ trưởng Công thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Việc bổ nhiệm do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng trực tiếp quyết định. Sau gần một năm kể từ khi bị cắt chức Bộ trưởng Công Thương trong nhiệm kỳ 2, theo kết quả kiểm tra hoạt động quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ giai đoạn 2012-2016, được thanh tra chính phủ tiết lộ cho thấy nhiều vấn đề trong việc quản lý cán bộ đi nước ngoài. Theo chân trang chính phủ, việc lập phê duyệt các đoàn công tác nước ngoài của bộ ngành cũng như địa phương nằm trong danh sách kể trên vẫn còn bất hợp lý về thời gian, không sát với tình hình thực tế. Trong đó, bộ Công Thương được xác định là bộ có số lãnh đạo bộ đi công tác nước ngoài nhiều nhất. Cụ thể, năm 2014, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham gia đi nước ngoài 23 đoàn năm 2015, cựu bộ trưởng Hoàng đi tới 22 đoàn. Tổng thời gian ở nước ngoài của ông này lên đến 163 ngày chiếm nửa thời gian làm việc trong năm. Chưa hết, tháng 1 năm 2016 ông Vũ Huy Hoàng còn ký quyết định cho 5 cán bộ đi nước ngoài với khoản kinh phí lên đến 1,4 tỷ Việt Nam đồng. Trong số 5 cán bộ này có cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa với khoản kinh phí 321 triệu đồng. Việc ông vũ huy hoàng đi nước ngoài công tác nhiều hơn một số bộ trưởng khác cũng là một lý do khách quan là ngành công thương thời đó đàm phán ký kết rất nhiều các hiệp định thương mại tự do nên ông cũng phải đi để dẫn đầu đoàn tuy nhiên cũng không phải không có chuyến đi ông cũng tranh thủ việc riêng như ra sân chơi cột tối 10 tháng 7 năm 2020 theo nguồn tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Kim Thoa, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan Kiểm sát, Cơ quan Kiểm tra xác định các vi phạm khuyết điểm của bà Thoa chủ yếu diễn ra trong thời gian bà giữ chức vụ bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần điện quang từ tháng 1 năm 2010. Còn theo thông tin của Bộ Công Thương trước khi bổ nhiệm làm thứ trưởng vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác công ty cổ phần bóng đèn điện quang và nắm giữ tổng cộng 1 triệu 686 415 cổ phiếu với giá trị ước tính lên đến 102 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 4,91% vốn điều lệ của điện Quang. Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương. Bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng với một thuộc cấp để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Được cho là có liên quan đến những vi phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn, Sabeco. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi